Đấy, không mời vô mừng. Đi trong vô trong. Rồi vô vô trong cái này, cái này, cái này. Rồi. À, kính thưa ông bà cô chú cùng toàn thể anh chị em họ nhà gái, tôi xin được thay mặt gia đình cảm ơn ông bà cô chú và anh chị em đã cùng đồng hành nhà trai và đưa dâu về tới tại tư gia nhà gái nhà trai, xin cảm ơn. Dạ, xin thay mặt gia đình giới thiệu thêm thành phần trong gia đình. Đây có ông nội, bà nội của cháu Thanh Bình. Và hôm nay thì lễ thành hôn thì có hiện diện của song thân phụ mẫu của cháu Thanh Bình. Lễ không có đốt đèn, không có kia. Đấy đèn này. Thì giờ đây hai cháu xá ông bà cô chú hai bên đi. Một xá thôi. Để kính dâng ly rượu cho ông bà cha mẹ. Để mời rượu ông nội của mình. Chú rể mời rượu ông nội và bà nội của cô dâu. Ông nội bà nội, chú rể và ông nội bà nội cô dâu bắt tay thân mật cái đó. Cô dâu chú rể mời ông ngoại và ông sáu. Tiếp đến là cô dâu chú rể dâng rượu cho song thân phụ mẫu của mình, của chú rể. Chú rể dâng rượu cho cha mẹ song thân phụ mẫu của cô dâu. Dạ, kính thưa ông bà cô chú cùng toàn thể anh chị em họ nhà gái. Lễ thành hôn của hai cháu Thanh Bình và Việt Trinh đã xong. Xin mời ông bà cô chú ngồi uống nước. Và đây là tiếp tục theo là quà của bên nội của cháu Thanh Bình. Đây bây giờ bắt đầu là cho quà. Xin mời ông nội và bà nội. Kêu tất cả ai cho quà. Thanh Bình và Việt Trinh trong ngày lễ thành hôn ngày hôm nay.
ai trong đó, có bà nào ở lại không? Để bà mà đây là phần quà của chú ba cho hai cháu trong ngày thành hôn ngày hôm nay. Dạ, chú Tư cũng có phần quà mừng cháu ngày thành hôn ngày hôm nay ạ. Mời cô Sáu. Mời cô Sáu cho quà cho cháu ạ. Cô Sáu và cô Bảy cũng có phần quà cho cháu Thanh Bình và Việt Trinh ngày hôm nay. Chú Năm cũng có phần quà cho cháu trong ngày hôm nay ạ. Quà cho hai cháu ạ. Trong ngày lễ thành hôn ngày hôm nay, chú Tám cũng có phần quà cho hai cháu. Dạ kính. Dạ sau đây là bên ngoại của cháu Thanh Bình cũng có chúc quà lên cho cháu ạ. Dạ. Dạ bà Chính và bà Út cũng có phần quà cho hai cháu trong ngày lễ thành hôn ngày hôm nay ạ. Dạ bà Út cũng có phần quà cho hai cháu trong ngày hôm nay. Mời cô bà Út ở lại chụp tấm hình cho kỷ niệm cho hai cháu ạ. Đây là phần quà của dì Hai cũng có phần quà dành cho hai cháu trong ngày lễ thành hôn ngày hôm nay ạ. Dượng Chính cũng có phần quà mừng cho hai cháu trong ngày lễ thành hôn ngày hôm nay ạ. Sau đây bác ba cũng có phần quà mừng cho hai cháu trong ngày lễ thành hôn ngày hôm nay ạ. Sau đây chú Năm cũng có phần quà mừng cho hai cháu trong ngày lễ thành hôn ngày hôm nay ạ. Dạ kính thưa ông bà cô chú cùng toàn thể anh chị em của họ nhà gái, phần lễ thành hôn của hai cháu Thanh Bình và Việt Trinh ngày hôm nay kết thúc. Xin ông bà cô chú nghỉ ngơi rồi ra dùng tiệc cùng gia đình họ nhà trai. Dạ. Còn nữa thì ông
À, sau đây M2 cũng có phần quà dành cho hai cháu trong ngày lễ thành hôn ngày hôm nay ạ. À.